Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệt Khải Gaming. Diệt Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ thôi. Và video này Khải sẽ soi set đồ của cao thủ Tống Kim 47 quân đồ sát cho anh em xem. Hôm nay ông này chắc cũng được như nhớ không nhầm là được top 8 hay đâu top 6 hay top 7 gì đó. Hôm nay thì Khải top 16 rồi anh em ơi. Tống Kim được top 16 thôi. Trong bạc mình cũng cùi Sida là được nhiều loại ok. Đây là giỏ đang hạng 17 server. Đi một cây loi sắt 138 dòng 1. Nón kháng hỏa 25. Áo 540 phục hồi 40. Dây chuyền kim được kết cái nón và cái vũ khí này được kết cái áo. Đó. Rồi bao tay là kháng hỏa 17 chón 30. Ngọc bội kháng hỏa 15 chón 30. Kháng lôi kim đó. Hai món kháng hỏa. Hiện tại này thì 60 chón và 45 chậm nè. Đó, 60 chón 45 chậm. Đi kèm theo kháng hỏa khá là cao. Ba món kháng hỏa, hỏa như này khá là cao. Rồi vũ khí lôi sát lấy đam. Đó, set đồ này đánh cũng khá là ok anh em. Đó. Đây, bao tay cho anh em xem lại nè. Chón kháng hỏa, sinh lực 100. Ngập bội chón kháng hỏa. 19, 120 sinh lực cao. 28 sinh lực 100, chung là đồ sinh lực khá là cao, khá là đẹp. Kim sinh lực cao. Dây sinh lực cao. Nón kháng hỏa mát sinh lực cao. Dây chuyền kháng cảm 10 này. Đó. Trong áo này đồ như chung là đồ như thế này là đạt hiệu ứng 45 chạm 40 chón và có thêm cây vũ khí nên là lực tay khá là ok, khá là cao anh em. Đó. Hôm qua anh em có bảo soi đồ thì nói chung nếu mà đi gặp ở đâu thì Khải sẽ soi đồ đó cho anh em xem. Dù không gặp thì bó tay thôi anh em. Ở đâu anh em ơi? Đang. Rồi anh em xem video đừng quên cho 47 quân đồ sắt cũng như Khải một like chia sẻ cho anh em ơi.